chuyên mục Home Gym của THOL. Hiện nay mình Trinh xin gửi đến các bạn 3 bài tập cho phần lưng, nhưng mà mình sẽ cụ thể hơn là lưng dưới, để giúp đốt mỡ cái phần lưng dưới này của chúng ta và có một cái bờ lưng thật là thon thả và săn chắc hơn nha. Đầu tiên thì Trinh hơi thừa thải vì cái này bài thứ 2, thứ 3 là hồi nãy bị dụ rồi. Ok, bài đầu tiên của chúng ta thì sẽ mang hơi hướng của một bài khởi động một chút xíu. Sau khi các bạn đã thực hiện xong những bài khởi động như là vận động nhẹ toàn thân, thì ở bài đầu tiên của chúng ta sẽ là gập người về phía trước. Nhưng khi mà chúng ta gập ấy, mình sẽ để hai chân rộng bằng vai như thế này, mặt nhỏ hơn vai một chút, cố gắng giữ thẳng người, giữ thẳng phần lưng, hạ người xuống và dùng cơ lưng của mình để kéo phần thân lên. Bài này sẽ tập trung vào vùng lưng dưới nha các bạn. Ok, 1 2 3. Ở động tác này thì chúng ta sẽ thực hiện 10 đến 15 lần và thực hiện 3 set như vậy. Giữa mỗi set thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây đến 1 phút nhé. Bây giờ Vân Trinh sẽ làm mẫu của chúng ta động tác này để Hoàng xem là Vân Trinh thực hiện đúng hay sai và chỉ ra những cái lỗi mà chúng ta dễ mắc phải nhé. Rồi, 1. Ngại quá, động tác chuẩn rồi không có bị lỗi. Chúng ta sẽ hạ người thấp nhất có thể. Còn nếu chúng ta không thể nào hạ thấp hơn được nữa thì tốt nhất là mình sẽ ở cái vị trí là song song với mặt sàn. Ở đây thì cái phần lưng dưới của chúng ta sẽ được tác động rất là rõ. Cái bài này cũng có thể để giảm mỡ phần lưng và phần hông của chúng ta, để cái phần lưng này nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ thấy được phần hông của chúng ta cong hơn. Ok, bài này còn tác động luôn cả vào phần mông và một chút vào đường sau nữa nhé. Bây giờ thì Hoàng sẽ mô tả thử một vài động tác mà sai để các bạn có thể dễ hình dung nhé. Bởi vì những cái động tác như thế này chúng ta cần một cái tấm gương lớn hoặc ít nhất là một cái tủ mà có một cái gương tương đối là to một xíu để chúng ta có thể nhìn xem là cái phần lưng của mình đã đứng thẳng hay chưa, lúc mà cúi xuống nó có thẳng lưng hay chưa. Bởi vì theo cái thói quen của chúng ta là khi mà mỗi lần chúng ta cúi người xuống thì cái lưng nó sẽ cong như thế này. Cái này nó rất là nguy hiểm khi mà chúng ta xách đồ nặng, một là nó sẽ ảnh hưởng đến phần cột sống, và khi mà chúng ta cúi người xuống như vậy, khi mà không có bất cứ một cái vật nặng nào thì có thể là không sao, nhưng thật sự là nó sẽ tạo thành một cái thói quen xấu. Do đó là chúng ta nên thẳng lưng lên. Nếu mà bây giờ không thể nào mà kiểm soát được lưng của mình có thẳng hay không thì hay có một mẹo cho các bạn, đó là chúng ta sẽ đứng dựa vào tường như thế này. Ở đây thì hay có một cái tấm gương lớn, còn các bạn mà không có gương thì chúng ta sẽ dựa vào tường như thế này. Đây là cái động tác giúp chúng ta định hình lưng được thẳng, đó là mông từ góc chân, mông, hai bả vai và đầu sẽ chạm tường. Đây là bốn điểm chạm tường của chúng ta. Sau đó cố gắng giữ người như thế này, hạ lưng xuống. Sau đó chúng ta sẽ bước chân lên một chút xíu để tạo một cái trụ vững, hạ lưng xuống, nâng lên, hạ xuống, nâng lên. Các bạn muốn biết là lưng của chúng ta có thẳng hay không thì chúng ta sẽ để luôn hai bàn tay vào tường như thế này, hạ xuống, nâng lên, hạ xuống, nâng lên. Khi mà chúng ta hạ người và nâng người như vậy thì phần lưng của chúng ta vẫn giữ một cái đường thẳng nhé. Rồi, nhớ cái động tác vừa rồi tưởng tượng như thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế này dễ hơn. 1 2 3. Ok, và chúng ta sẽ tập luôn một cái thói quen là khi mà nhặt đồ gì hay dưới đất thì chúng ta sẽ giữ thẳng lưng. Một là quỳ chân xuống để squat lấy đồ lên, hai là chúng ta sẽ deadlift cái đồ nó lên như thế này. Thẳng lưng thì nó sẽ rất là tốt cho cuộc sống của chúng ta, tốt cho cả cơ lưng nữa, và nhất là không bị ảnh hưởng đến phần cuộc sống của chúng ta sau này. Tại vì thường thì các cụ hay nói là các bạn còn trẻ nên là sẽ không thấy nó tác hại nhiều đâu, nhưng mà khi lớn tuổi một chút thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần cuộc sống của chúng ta hơn nhiều á. Rồi, sau động tác đầu tiên và sau một cái phần giải thích loằng ngoằng của Hoàng thì bây giờ Hoàng sẽ qua động tác thứ hai. Nếu mà các bạn không có thảm yoga thì chúng ta có thể lấy một cái mền dày một chút để không có bị
chúng ta tập cái bài ổn lưng. Rồi một ví dụ điển hình luôn, cuối nó giống lại giống như hồi nãy với Trinh nó, khi mà Trinh kể cả khi mà Trinh trải cái tấm thảm ra thì Trinh cũng thực hiện cái tư thế gần như là squat mà lưng rất là thẳng. Còn Hoang thì cuối người đen tiếp luôn, tại vì cái phần cơ lưng với lại một số cái dây chằng của Hoang thì nó cũng hơi dẻo một chút xíu. Rồi ở cái bài tập lưng này thì chúng ta sẽ đầu tiên là quỳ xuống, nằm sấp xuống mặt sàn và mặt thẳng như thế này, để hai tay đọc bằng vai và sát ngực, sát ngực như thế này nhá. Nói vậy để cho mọi người biết hôm nay cũng có ngực. Rồi chúng ta sẽ để hai tay ép sát vào người như thế này, dùng phần lưng để nâng người lên. Chúng ta có thể trợ lực bằng tay như vậy, nếu mà các bạn nâng lưng lên không nổi thì chúng ta sẽ lấy tay để trợ lực để đẩy hộ lưng lên, nhưng mà không được dùng toàn bộ phần lực cánh tay nhá. Lên cao nhất có thể, 1 2 3. Chúng ta sẽ muốn phần lưng cong nhất để chúng ta có thể luôn nha. 4 5. Chúng ta sẽ hít một hơi thật sâu lên cao nhất. Ở vị trí này chúng ta sẽ nhém khí lại và hạ người xuống thở ra. Hoặc là khi mà các bạn tập thở cái trạng thái như thế này thì các bạn có thể hít thở đều vẫn được nha. 4 5 6. Chúng ta sẽ thực hiện như thế này từ 10 đến 15 lần. Và nhớ là hít thở đều cộng với chuyển động thật là nhịp nhàng nhé. Ok, bây giờ Trinh sẽ làm thử cho chúng ta coi. Ồ, mới để ý là hôm nay Hoang mặc bộ đồ nhỏ. Rồi, đây sẽ là phần kiểu tác động nhiều nhất, phần thắt lưng. Lên nào. 1 Bài này cũng sẽ rất là tốt cho phần cuộc sống của chúng ta và luyện thêm cái phần kiểu dai cho cơ lưng. 5 6 7 8 9 10. Ok, nếu các bạn nào mà có sức khỏe tốt hơn và sự dẻo dai nhiều hơn thì chúng ta sẽ thực hiện từ 10 cho đến 15 lần ở động tác này nha. Sau 3 set như vậy thì chúng ta sẽ nghỉ khoảng 1 đến 2 phút để chuẩn bị vào bài thứ 3. Ở đây thì Trinh cũng mới vừa cho Hoang nghỉ khoảng 1 phút để Trinh thực hiện động tác vừa rồi, cho nên là Hoang sẽ giới thiệu luôn động tác thứ 3 của ngày hôm nay nhé. Ở động tác thứ 3 này thì các bạn sẽ nằm cái người như khi nãy, nhưng mà hai tay chúng ta sẽ chắp ra đằng sau lưng như thế này, hoặc là để trên đầu, không được chống tay xuống đất nữa, để nâng người lên nhất có thể. 1 2 3. Vừa cái bài này nó hơi nặng đấy, cho nên là vừa làm vừa nói thì không được rồi, cho nên là Hoa sẽ tập trung và tập luyện 5 lần động tác này nhé. Ở rep thứ 10 có nghĩa là ở lần thực hiện động tác này thứ 10 lần cuối cùng ấy, thì chúng ta sẽ giữ cơ lưng của chúng ta khoảng từ 3-5 giây để cho kích thích cơ lưng nhất có thể nhé. Và ở động tác này khi mà các bạn cử người lên như vậy khó quá, chúng ta có thể nhờ thêm một support, có thể là anh chị em, những người trong gia đình hoặc là bạn bè của chúng ta giữ cái phần chân lại để chúng ta có thể giữ được phần lưng lên cao nhất nhé. Và bây giờ thì Hoang sẽ làm support của Trinh. Hoang sẽ giữ chân như lại như thế này, giữ tùy phần chân sát đất để chân có thể dùng phần cơ lưng để đẩy lên. Đây nè, 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ được tì sát đất và các bạn sẽ chỉ
cô lập một phần lưng thôi thì nó sẽ dễ hơn rất nhiều khi mà không có ai giữ lại cho các bạn. Bởi vì khi mà không có người giữ thì chúng ta sẽ giữ luôn cả phần thăng bằng, phần thân dưới và cả phần thân trên. Cho nên là thêm một cái động tác mà giữ thăng bằng nữa thì mình sẽ khiến cho động tác khó hơn một chút. Và sau 3 động tác này thì các bạn sẽ thấy phần cơ lưng của chúng ta trở nên săn chắc hơn, ý là về cảm giác ấy, bởi vì nó sẽ hơi mỏi một chút xíu. Và hẹn gặp lại các bạn ở phần gym lần sau nhé. Đi. Phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen. Hai thái cực tình yêu và hóa học, màu phải khi hòa bên lá ngọc sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương. Em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên.